Trí Nhớ Học Đường rất vui được gặp lại các em trên chặng hành trình chinh phục đỉnh cao của tri thức. Thầy xin giới thiệu, thầy là Phạm Lê Thanh, giáo viên bộ môn hóa học. Đến với bài học ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ đến các em đơn vị kiến thức về polymer. Chúng ta biết rằng polymer đóng một vai trò rất quan trọng. Nó được sản xuất đầu tiên nhựa plastic năm 1855 ở tại Anh và nền công nghiệp sản xuất vật liệu nhựa được phát triển từ đó. Tuy nhiên, ngày nay thì người ta thấy rằng một nạn báo động ô nhiễm môi trường, đất, nước, không khí và vân vân đều do vật liệu nhựa gây nên, do đặc tính bền, khó phân hủy của nó và sự đánh đổi là mạng sống của các loài động vật, sinh vật và kể cả con người của chúng ta cũng có nguy cơ bị nhiễm vi nhựa và gây ra các bệnh ung thư tiềm năng. Vậy thì chúng ta thấy dù tốt hay xấu thì vật liệu nhựa vẫn đóng một vai trò quan trọng thiết yếu của nó ở một thời điểm cụ thể của lịch sử. Về tìm hiểu tính chất vật lý, tính chất hóa học sẽ cho chúng ta được những ứng dụng của loại vật liệu nhựa này. Chúng ta đi vào bài học Đại cương polymer, bài số 13. Đầu tiên, thầy trò của chúng ta tìm hiểu về định nghĩa polymer. Các em cũng đã được tìm hiểu phần này ở các kiến thức riêng lẻ như ở bài liên kết đôi của Anken. Chúng ta cũng đã được tìm hiểu phần trùng hợp polymer. Đó chính là sản phẩm của quá trình các phân tử ethylene nối lại với nhau qua các liên kết đôi. Vậy thì polymer là gì? Nó chính là những hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn do các đơn vị nhỏ gọi là mắc xích liên kết với nhau. Ví dụ như thầy lấy trường hợp ethylene thì những mắc xích của nó sẽ là CH2. Monomer của nó chính là phân tử ethylene ban đầu có công thức phân tử CH2 nối đôi CH2. Và N trong công thức của polymer chính là hệ số polymer hóa hay còn gọi là độ polymer. Với các hợp chất khác như butadiene nè, hoặc các hợp chất vật liệu nhựa thì nó cũng chính là những loại hợp chất có phân tử khối rất lớn như thế này, người ta gọi là polymer. Về tên gọi danh pháp thì tên polymer chúng ta sẽ gọi như sau các em. Chúng ta gọi poly và tên của monomer tương ứng. Ví dụ với ethylene thì các em nói vào polyethylene. Với propylene chúng ta sẽ nói vào polypropylene, vân vân. Và lưu ý rằng khi tên của monomer mà có hai cụm từ trở lên thì các em sẽ bỏ nó vào trong một cái ngoặc, đó là quy ước, cái cách viết của người ta, chúng ta cần phải chấp hành như vậy. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu về định nghĩa polymer cũng như là tìm hiểu về cách gọi tên, danh pháp của polymer. Chúng ta cùng đi vào phân loại polymer các em nhé. Về phân loại polymer thì người ta có hai cách phân loại dựa vào nguồn gốc và dựa vào cách tổng hợp. Dựa vào cách tổng hợp thì có hai phương pháp tổng hợp chính, đó là trùng hợp và trùng ngưng. Trùng hợp thì chúng ta có những loại polymer, đó là polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, vân vân. Đồng trùng hợp thì chúng ta có cao su buna S, cao su buna N, vân vân. Còn trùng ngưng thì chúng ta có ni lông 6, ni lông 7 và ni lông 66 tơ lớp san. Đó chính là hai loại polymer quan trọng dựa vào cách tổng hợp chúng ta phân loại nó. Về nguồn gốc thì chúng ta có polymer thiên nhiên, polymer tổng hợp và polymer bán tổng hợp. Polymer thiên nhiên thì chúng ta thấy rằng xuất phát có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ như tinh bột nè, cellulose, protein, tơ tằm, len, vân vân. Còn polymer tổng hợp của chúng ta sẽ là polyethylene, polyvinyl chloride, tơ ni lông, vân vân. Polymer bán tổng hợp là nhân tạo, có nghĩa là có sẵn trong tự nhiên. Chúng ta sẽ qua một bước chuyển hóa hóa học nữa và chuyển thành những loại sản phẩm mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như tơ visco, tơ acetate. Đây chính là toàn bộ cách phân loại polymer mà các em cần phải nắm. Chúng ta đi vào phần tìm hiểu về phản ứng hóa học dựa vào phương pháp tổng hợp chúng ta phân loại. Ở đây thầy cho một áp dụng cho các chất sau đây. Hãy phân loại polymer trên dựa theo nguồn gốc, thiên nhiên, nhân tạo hay là tổng hợp. Chúng ta có cao su buna, tơ visco, nhựa PE, len, lông cừu, ni lông 66 và tơ tằm. Ở đây chúng ta thấy rằng polymer thiên nhiên rất dễ đúng không nào? Chúng ta chỉ cần đọc tên ra là chúng ta biết rồi. Ví dụ như len, lông cừu là có sẵn trong tự nhiên, hoặc là tơ tằm, nó chính là polymer thiên nhiên. Còn polymer tổng hợp nó chính là cao su buna, nhựa PE và ni lông 6. Còn polymer nhân tạo chính là tơ visco và tơ acetate. Thì ở đây có tơ visco, chúng ta sẽ điền vào vị trí này. Đây chính là những nội dung thường xuyên gặp trong đề thi trung học phổ thông, nên các em cần chú ý phần này các em nhé.